Tiếp tục em đi mua cá phóng xanh tiếp. Em phóng xanh 100 ngày cho anh phát nha. Dạ. Trước mắt em là một khu rừng đã bị tàn phá để xây dựng nhà cửa. Đây. Những ai phá hoại thiên nhiên để xây dựng nhà cửa cho mình, chiếm rất nhiều đất đai. Thấy không? Bơi sạch luôn, không chừa cái cây nào luôn. Dạ quý vị thấy nhà em ở đúng không? Nhà em cũng bự nhưng mà đất nó cũng bự luôn. Cái nhà nó ở nó bự nhưng mà cái đất nó bự hơn, và cái đất trồng rất là nhiều cây. Dạ. Để trả lại cái màu xanh cho thiên nhiên. Còn cái này hả, nó bới đất lên bung hết luôn để xây nhà. Nhà bự vậy đó. Ghê không? Đó là đồng loại của chúng ta đấy. Cái thứ gọi là con người đó, mà phần con nhiều hơn phần người. Dạ. Còn chúng ta, nếu mà chỉ còn cái phần người không là chúng ta đã thành thánh rồi. Gọi là thánh nhân luôn á quý vị. Em đi phóng xanh mỗi ngày bằng tiền của em, tiền quý vị ủng hộ nữa, chứ không phải là chỉ có tiền của mọi người ủng hộ không đâu. Em không có dư gì luôn á. Em cứ làm như vậy, sống ngày qua ngày, chờ đến ngày phán xét thật sự của nhân loại sẽ đến. Nước biển sẽ nhấn chìm nhiều thành phố, nhiều hòn đảo, nhiều quốc gia. Lúc đó người ta mới quý trọng em. Bây giờ em miễn dịch với Covid-19, trên toàn thế giới có được bao nhiêu người như em, nhưng chả ai thèm quan tâm đâu. Em đã tiếp xúc hàng trăm người mắc Covid và đã chết luôn rồi. Còn em không tiêm vaccine, em vẫn sống như vậy đấy. Sự chọn lọc tự nhiên mà. Nhiều biến chủng mạnh hơn nữa đi, ra đời đi. Giới trẻ bây giờ nó ăn chơi thác loạn dữ lắm. 2K6 thôi là đã mất chinh rồi. Dạ. Yeah. Em tiếp xúc với nhiều giới trẻ lắm. Nó kể chuyện cho em nghe. Bởi vậy, người nữ không biết giữ chinh tiết, người nam thì phóng túng tình dục, xã hội loạn lạc, động vật bị giết hại thảm thương, con người sống không có nhân nghĩa, lễ chí tính, chỉ biết tàn phá thiên nhiên để nuôi dưỡng thân mình, cung phụng thân mình. Hại quá là nhiều hại. Ai giao duyên với em giúp người đó giải cứu thiên nhiên động vật đúng cách. Không thì thôi, em cũng không quan tâm. Nhưng còn những người đang tìm kiếm em trong tự nhiên, những người mong được gặp em, đó là lý do em còn nói. Rồi bây giờ bữa nay mình coi mình phóng xanh tới cái gì. Đến nhà ngư dân là phải giữ bí mật nha, tại người ta có đánh bắt bằng te điện chích cá đó, nên không đăng được. Kênh em tại nhà nước coi không à.